Xin chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn nhé. Mến chào anh ơi. Ôi, xin mến chào bà con trên mọi miền tổ quốc đã quay trở lại với kênh Bonsai Lại Nguyên. Tiếp tục ngày hôm nay em làm clip này thì có một số món đồ gốm để giao lưu báo giá cho bà con của mình qua số điện thoại em 0772 8772 78 nha. Đầu tiên vô em xin giới thiệu đây là mã số 1E. Đây là một cái bình gốm Vạn Ninh, hàng vẽ tay 100% luôn nha bà con. Đây là tích này là ba anh em kết nghĩa vườn đào. Đây bà con mình xem, rất là đẹp nha, hàng lành tích liền lạc nha. Chiều cao em đo là khoảng 61, đường kính miệng này là 22 nha. Hoành bụng thế này là khoảng 89. Hàng lành tích liền lạc hết cho bà con của mình luôn. Xem giùm em. Thì bình này thì cái tuổi đời tầm 20 năm thôi nha bà con. Không phải hàng xưa hàng cổ đâu nha. Thì có sao thì em báo bà con mình vậy. Nên cái giá cũng nó rất là hữu nghị cho bà con của mình sưu tầm luôn. Anh bà con của mình xem hàng lành tích hết. Đây nếu mà hàng cổ thì không có giá rẻ đâu nha. Bà con mình xem. Đây. Hàng này là bao bà con của mình là vẽ tay 100%. Này có một chiếc duy nhất thôi, có giá là 2.800.000 nha, 2.800.000 đồng. Bên em bao ship cho bà con của mình tặng nhà luôn nha. Rồi mã tiếp theo số 2E cũng là một cái chiếc bình Vạn Ninh luôn. Đây, bà con mình xem. Có cái chiều cao như thế này em đo là khoảng 50. Đường kính miệng 19 nha, còn hoành bụng này là 77, hàng này lành tích liền lạc luôn nha. Đây vẽ tay sơn thủy bà con mình xem. Đây cái này thì bình này chỉ có một chiếc thôi. Đây. Hoa văn rất là đẹp nha bà con, vẽ tay nha. Về bà con mình trưng đề co hoặc mình cắm hoa cũng vẫn được luôn. Cắm hoa thì rất là đẹp luôn nha. Cái này em giao lưu bà con mình giá chỉ 2.200.000 đồng thôi nha, 2.200.000. Đây gốm Vạn Ninh và mã số 3E, một cặp bình hoa gốm Vạn Ninh luôn. Tích là anh hùng tương ngộ nha bà con. Cái này được một cặp, bà con mình xem. Chiều cao em đo là khoảng 50, đường kính miệng này là 18 thôi. Hoành bụng bình là 76. Đây vẽ tay 100% cho bà con của mình. Đây chim để bàn và con cọp nha, cây tùng rất đẹp. Đây lành tích liền lạc hết nha. Hàng bên em hàng gốm bà con của mình về kiểm tra hàng trước khi mình nhận hàng giùm em nha. Về hàng này đóng đi thì em sẽ đóng rất là kỹ càng, đóng thùng xốp rất là kỹ cho bà con của mình luôn. Một cặp lành tích nha, có giá là 3.700.000 đồng thôi nha, 3.700.000. Đây và mã số tiếp theo số 4E này là một chiếc bình Vạn Ninh một cặp, tích sơn thủy nha bà con. Đây sơn thủy hữu tình luôn, bà con mình xem. Đây hoa văn quả tiết bà con mình xem rất là đẹp. Đặc biệt hàng này là vuốt tay vẽ tay hết nha. Đây có cái chiều cao như thế này em đo khoảng là 50, đường kính miệng là 18 thôi, quanh bụng này là 77 nha bà con. Đây lành tích liền lạc, chôn đế một chữ A, hàng Vạn Ninh nha. Hàng lành tích liền lạc, tuổi đời cũng tầm 20 năm thôi nha. Đây hàng này là không phải hàng mới nha bà con, hàng chỉ qua thời gian thôi nha. Bà con mình xem. Đây rất là đẹp luôn, bao bà con của mình luôn nha. Giá một cặp này 3.700.000 nha bà con, 3.700.000. Và đến tiếp theo mã số 5E. 5E là một cặp bình Thành Hóa. Đây em cứ về một cặp còn một cặp bình Thành Hóa nha. Đây đôi kia thì em cũng đã giao lưu rồi. Cặp này là tích, này là tích Bát Tiên Quá Hải. Thành Hóa thì bà con mình cũng biết cái độ xưa của nó, cái độ tuổi của nó, cái độ tiếng của nó nha. Từ xưa đến nay. Đây, con mình xem 8 vị tiên nha. Chiều cao là khoảng 58 nha bà con, đường kính miệng khủ bì là 22. Hoành bụng này là 73 nha. Hàng lành tích liền lạc hết bà con của mình, vẽ tay vuốt tay thủ công luôn. Đây Bát Tiên Quá Hải. Đây bà con mình xem. Gốm Thành Hóa thì bà con của mình biết rồi nha, chôn đế đây nha bà con, mọc chôn đế đây. Đây. Cặp này em giao lưu bà con mình giá là 6.500.000 nha, 6.500.000 đồng. Bao ship cho bà con của mình luôn. Đây là miền hạn nha bà con, bao ship toàn quốc. Mã số 6E này là một cặp ché. Đây cặp ché Vạn Ninh. Bà con mình xem nha. Đây ché này là vẽ tích là tùng hạt nha bà con. Chiều cao em đo là khoảng 50. Hoành bụng thế này là 90. Đây, con mình xem vẽ tay 100% nha. Đây, tùng hạt rất đẹp luôn. Đây. Chuẩn hàng vẽ tay cho bà con mình nha, về cứ kiểm tra hàng bao bà con của mình. Phía mặt sau lưng là một cái con này giống như con kỳ lân nha, kỳ lân phun nước. Chôn đế đây, lành tích. Khi có một cái này nó bị lỗi thôi, cái nào có lỗi em sẽ báo cho bà con của mình trước nha, còn mình cứ yên tâm. Đây nó bị găng như thế này đây nha, tóc gió nha bà con. Đây nhưng mà nhìn kỹ mới thấy thôi, mặt bên trong đây găng đường đó nha, chỉ mình kỹ mới thấy chứ thôi không thôi là không thấy nha bà con. Đây cặp này em để nó lỗi chút xíu em để sale cho bà con của mình luôn nha, có giá là 3.200.000 thôi nha. Đây 3.000.000 đồng thôi, bị lỗi như em giao lưu bà con mình 3.000.000 thôi, rồi để cho bà con mình sưu tầm luôn. Và mã tiếp theo là số 7E là một cặp ché tàu luôn nha, hàng vẽ tay tích chim hoa. Có cái chiều cao như thế này em đo là khoảng 50 đi.
Hoành bụng này của nó là khoảng 76, hàng lành tích liền lạc hết bà con mình xem. Những mặt hàng này tuổi đời cũng từ 2-30 năm thôi nha. Hàng có sao thì em báo bà con mình vậy. Đây nên cái giá của nó rất là dễ sưu tầm, rất thú nghị luôn bà con mình xem, rất đẹp. Bao bà con của mình không phải hàng mới, nếu hàng mới hoàn về cho em nha. Không tốn ngàn phí ship rồi luôn. Đây bà con mình xem. Kiểm tra hàng trước khi mình nhận hàng nha bà con. Lành tích liền lạc một đôi nha, tích chim hoa. Đây cặp này giá là 3.800.000 nha, cao 50. Đây ché 50 nha. Và mã 8E này là một cặp ché lông ẩn. Đây, ché lông ẩn nha. Trên cái nắp đó là có con kỳ lân. Rồi, chiều cao thế này là 50. Hoành bụng này là 79 nha. Đây, con mình xem lại lành tích hết nha. Nó chỉ bị lỗi lò thôi. Lỗi lò là những cái nhâm hột tiêu đen kia nha bà con. Đây bà con mình xem. Rất là đẹp nha. Khỏe tay 100% cho bà con của mình luôn. Đây, khỏe rồng nha bà con. Đây, rồng ẩn trong mây. Rất là đẹp. Đây, hàng này nói chung là rất ít nha. Và nó người ta vẽ kỹ cho nên cái giá trị của nó rất là cao. Nhưng mà em để giá cho luôn bà con mình đồng giá luôn 3.800.000. 3.800.000 đồng, hàng lần tích. Mã số 9 E này là một cặp ché này là tích thập bát la hán nha bà con. 18 vị la hán. Có chiều cao là cũng 50 luôn nha. Hoành là 79 nha, hàng lành tích cho bà con mình xem, không hề nứt mẻ tóc chó luôn. Đây, thập bát la hán, 18 vị la hán nha. Đây, con mình xem. Đây, vẽ rất là hồn, rất là đẹp luôn. Đây, mặt bên dưới đây nha. Đây. Cặp này lành tích liền lạc nha, chiều cao 50. Đây, giao luôn cho bà con mình giá 3.800.000 đồng. 3.800.000 nha. Và đến với mã tiếp theo. Đây là mã số 10E nha. Một cặp ché này là ché tùng hạt Trường Xuân. Con mình xem vẽ cây tùng và những cái con chim hạt. Nhìn rất là hồn, rất là đẹp luôn. Ché này thì cũng chiều cao 50. Hoành bụng em đo là 79 nha. Đây tùng hạt Trường Xuân bà con mình xem. Đây vẽ cặp này rất đẹp nha bà con, nhìn rất là hồn luôn. Đây. Đây vẽ kỹ nha. Đây. Lành tích không hề nứt mẻ tóc gió chỗ nào nha. Đây cao 50, giá cũng tương đương thôi, 3.800.000 thôi nha. Hàng này ship đi thì gấp kỹ cho nên chi phí ship rất là cao. Đây phí ship cũng 20.000 rồi nha bà con. Và đến với mã số 12E này là một cặp ché tích chim hoa. Hàng này là hàng tàu không nha bà con. Đây hàng tàu nha. Chiều cao em đo là khoảng 50. Hoành bụng là 78 nha. Đây bà con mình xem đây. Đây bà con mình xem, cái này nó nhâm nhâm lỗi là lỗi lò thôi nha. Đây lỗi lò thôi, bà con mình xem kỹ giùm em. Đây. Rất là đẹp luôn. Chim hoa nha, trên một cây hoa đào. Cặp này em giao lưu bà con của mình, giá cũng là 3.800.000 nha, 3.800.000 đồng. Những cái nhâm nhâm thế này là lỗi lò nha, lỗi lò cái người ta đun nóng đó nha bà con. Cái độ nóng của nó nha. Và giá cũng rất hữu nghị thôi. Và mã tiếp theo số 12E. Đây một cái đôi ché màu, hàng cũng vẽ tay khắc nổi luôn. Đây, con mình xem. Vẽ này là cũng là tích này là bát tiên nha. Đây 8 vị tiên, có chiều cao như thế này em đo là khoảng ché này cao khoảng 45 thôi nha. Hoành bụng này là 85. Lành tích liền lạc cho bà con của mình luôn. Đây, hàng vẽ tay khắc nổi nha. Trung đế 16 chữ tàu. Đây bà con mình xem. Lành tích hết. Cặp này em giao lưu cho bà con của mình. Đây với giá cũng là 3.800.000 đồng tương đương nha. Bao ship toàn quốc cho bà con của mình luôn. Kiểm tra hàng trước khi mình nhận hàng. Rồi mã tiếp theo số 12E. Tác phẩm cuối clip hôm nay là một cặp bình. Một cặp bình sông tâm gốm là Giang Tây, hàng tàu Giang Tây nha. Hàng này thì cũng gần đây thôi. Có chiều cao như thế này em đo là tầm khoảng 45. Đường kính miệng 18 nha. Hoành bụng này là 57. Đây này là long lăng vòng ngọc. Đây lành tích liền lạc hết nha bà con. Cho ông đế đây nha. Liền lạc cho bà con của mình luôn. Đây. Cặp này em giao lưu bà con mình có giá là 2.600.000 nha. Đây 2.600.000, cái giá rất là mềm luôn nha bà con. Giá sale cho bà con của mình ngày hôm nay luôn nha. Tác phẩm này cũng là cuối clip ngày hôm nay. Bonsai Lê Nguyên cũng xin mến chào bà con nha. Cũng hẹn bà con vào những clip kế tiếp. Xin kính chào ạ. Kính chào và tạm biệt quý bà con. Hẹn gặp lại bà con vào những clip mới nhất tiếp theo của kênh chúng em nhé.